Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động kiểm soát phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó tập trung tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết, không để xảy ra dịch chồng dịch, Ủy ban dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và phạm vi quản lý, nghiên cứu chủ động triển khai thực hiện theo công điện số 665 ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Theo đó, tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi lăng quăng bọ gậy trên địa bàn, thành lập các tổ chống dịch cộng đồng để tuyên truyền giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động dự phòng bố trí đủ phương tiện, vật tư, kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, xử phạt các tổ chức cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực tham gia chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng tại trường học, cộng đồng, đảm bảo đủ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả và tránh lãng phí. Bản tin thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Năm 2022, huyện Yên Thủy thực hiện 33 công trình đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó có 18 công trình chuyển tiếp và 15 công trình xây mới. Theo kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách huyện năm 2022 trên 98 tỷ đồng, hiện đã giao trên 59 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đến nay đạt trên 58 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch vốn giao. Để các công trình phát huy được hiệu quả đầu tư, huyện Yên Thủy đã tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhìn chung đến nay thì các công trình triển khai trên địa bàn huyện Yên Thủy cơ bản đã đảm bảo đúng tiến độ. Các công trình đầu tư tập trung chủ yếu cho các xã vùng khó khăn, xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2022, qua đó góp phần cải thiện rõ rệt cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Yên Thủy. Đây là cơ sở để Yên Thủy hoàn thiện các tiêu chí, từng bước phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2024. Từ đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt trên 27.000 tỷ đồng, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ, đạt 52% kế hoạch năm. Mục tiêu đặt ra từ nay đến cuối năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 25.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa, nhất là kiểm soát giá cả hàng hóa đầu vào, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động găm hàng, đầu cơ tích trữ, đồng thời xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023, tăng cường các giải pháp phát triển thương mại điện tử, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản đến các siêu thị, nhà phân phối trong ngoài tỉnh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 70 ha diện tích sản xuất trồng trọt hữu cơ được chứng nhận theo tiêu chuẩn của Việt Nam và chứng nhận BGS, chứng nhận sản xuất hữu cơ, hệ thống đảm bảo cùng tham gia. Chương trình phát triển cụ thể 3 nhóm sản phẩm trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hướng tới nhóm sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm chủ lực quốc gia, nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, nhóm sản phẩm đặc sản địa phương và lợi thế vùng miền. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu trong sản xuất, thiếu trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn thực phẩm, lấy mẫu, phân tích mẫu đối với các sản phẩm rau quả hữu cơ. Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục xây dựng chính sách hỗ trợ nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt là mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng khu sơ chế bảo quản sản phẩm có công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Kim Bôi đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Qua đó, từng bước thay đổi thói quen và lề lối làm việc truyền thống, chuyển sang phong cách làm việc hiện đại thông qua sử dụng máy tính, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xác định công tác giải quyết thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để công tác cải cách hành chính ngày càng đi vào chiều sâu đem lại hiệu quả thiết thực, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản. Đến nay, 100% văn bản giữa Ủy ban nhân dân huyện, các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đều được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản.
100% các phòng chuyên môn các xã thị trấn thực hiện việc ký số theo quy định. Đầu tư xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, niêm yết các thủ tục hành chính đảm bảo công khai, kịp thời, đầy đủ, minh bạch, đảm bảo việc gửi nhận văn bản điện tử thay thế hình thức gửi nhận văn bản truyền thống, nâng cao chất lượng quản lý và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển hạ tầng viễn thông và đảm bảo nguồn nhân lực, công nghệ thông tin. Trước kia thì khi mà chưa thực hiện cái hệ thống số hóa ấy, thì cái việc mà mình phải công dân đến chờ để mình thực hiện vào sổ nó rất là mất nhiều thời gian, chiếm rất nhiều là thời gian. Khi mà nó số hóa rồi thì mọi việc nó thuận lợi hơn, khi mà mình cũng có thể hướng cho công dân được vậy. Hiện tại thì bây giờ nó đang là thời kỳ 4.0, nên là khi mà mình hướng dẫn cho công dân thì công dân cũng hiểu biết được hơn nhiều về pháp luật, có thể tra cứu và thực hiện cái thủ tục hành chính được nhanh hơn và hiệu quả hơn ạ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính được huyện Kim Bôi hết sức chú trọng và đẩy mạnh thực hiện, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng đến tạo sự hài lòng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân huyện đã công khai 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử, đồng thời niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiện nghiên cứu và dễ dàng tiếp cận thực hiện. Bản thân tôi là một cái người mà đã xa quê hơn 3 năm tôi mới trở về, và bây giờ thì tôi cảm thấy là làm thủ tục thì rất là nhanh gọn, và trước đây thì tôi phải đi lên đi xuống rất là nhiều lần, còn bây giờ thì có những cái thủ tục mà tôi chỉ có thể ở nhà đăng ký online và chỉ đến đây để chờ nhận kết quả thôi, và chỉ việc xác nhận lại và ký tên thôi ạ. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã tiếp nhận 24.760 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó giải quyết trước và đúng hạn là 23.737 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết quá hạn là 266 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn là 271 hồ sơ. 100% phòng ban đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã có máy chủ, mạng nội bộ, kết nối internet băng thông rộng, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và xử lý công việc hàng ngày. Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng của các cơ quan hành chính huyện đạt trên 90%. Để cái đề án chuyển đổi số của tỉnh thành công ấy, thì nó đồng bộ, tất cả các cấp các ngành đều vào cuộc. Thế và có được một cái kinh phí tốt nhất để ta thực hiện cái chuyển đổi số, có nghĩa là tất cả trên môi trường mạng ta không dùng bằng giấy, bằng văn bản giấy hoặc là bằng các cái biện pháp khác, mà ta tiến hành là tất cả các ban ngành đoàn thể cũng như là các cái hệ thống kênh thông tin đều trên mạng. Có thể khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được huyện Lạc Thủy chú trọng triển khai, đặc biệt là chương trình cho vay hộ nghèo và cận nghèo đã giúp cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện có vốn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trước đây, gia đình anh Bùi Xuân Hữu ở xóm Chùa, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy thuộc diện hộ nghèo. Năm 2019, gia đình được vay 50 triệu đồng vốn tín dụng chính sách để phát triển chăn nuôi và cây ăn quả có múi. Sau hơn 3 năm nhờ sử dụng đồng vốn đúng mục đích, cùng với sự cần cù, chịu khó ham học hỏi và được các tổ chức hội đoàn thể giúp đỡ, đến nay kinh tế của gia đình anh Hữu ngày càng ổn định, vươn lên thoát nghèo. Được hỗ trợ cái nguồn vốn vay hộ nghèo là 20 triệu, thì gia đình cũng là đưa vào chăn nuôi trâu sinh sản. Thì cũng từ cái nguồn trâu sinh sản đấy mà gia đình đã lấy những cái con được đẻ ra để bán để làm nhà, gây ổn định kinh tế. Cũng muốn là trong cái nguồn vốn này nó có một cái gì đấy nó phải nâng lên tí nữa cho bà con, với cái điều chỉnh các cái chế độ nó hợp lý hơn nữa thì bà con sẽ được hưởng cái kinh tế nó phát triển hơn. Trong 20 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương đã được huyện Lạc Thủy triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng, phù hợp với thực tiễn phát triển của huyện Lạc Thủy trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh, ổn định chính trị xã hội.
với vai trò là cầu nối đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và đối tượng chính sách. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lạc Thủy đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo của huyện, thực hiện tốt việc giải ngân các chương trình nguồn vốn nói chung, đặc biệt là nguồn vốn chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phối hợp với các hội đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, nắm danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn, từ đó giải ngân kịp thời và hướng dẫn sử dụng nguồn vốn hiệu quả đúng mục đích. Trong 20 năm qua, quy mô nguồn vốn và tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện tăng 23,4 lần, đầu tư gần 1.200 tỷ đồng cho gần 54.000 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, đồng thời giúp gần 17.000 hộ thoát nghèo, từ đó làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến cuối năm 2021 xuống còn 3,34%. Đời sống người dân, nhất là các hộ nghèo, ngày càng được cải thiện. Khi được phân bổ vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thì chúng tôi cũng tham mưu kịp thời với ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng huyện để phân bổ vốn tới các xã thị trấn và hướng dẫn các tổ tiết kiệm vay vốn bình xét công khai. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã cho vay được gần 1.000 cái đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo lên đến mức 100 triệu. Và riêng đối với hộ nghèo thì đã được cái nâng mức cho vay từ 42 triệu năm 2019 đến thời điểm hiện tại là lên 63,5 triệu trung bình trên một hộ. Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian tới, huyện Lạc Thủy tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, các điểm giao dịch tại xã để truyền tải kịp thời, có hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội, nhất là cho vay hộ mới thoát nghèo, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Tỉnh Hòa Bình phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.